Thưa quý vị, nhìn thấy những bông lan đột biến thì quý vị nghĩ đến điều gì ạ? Còn tôi sẽ nghĩ ngay đến cụm từ giao dịch tiền tỷ. Những tháng gần đây, con số của các cuộc giao dịch đã tăng lên cả trăm tỷ đồng, khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng về giá trị của loài cây này. Liệu có thật như vậy không? Hay chỉ là những giao dịch giả nhằm câu khách và thổi giá qua mạng xã hội? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sau đây. 250 tỷ đồng cho một cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước. Đây là thông tin đã được đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội từ ngày 15 tháng 3 vừa qua tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Và ngay sau khi sự việc diễn ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệu tập cả người bán và người mua trong vụ chuyển nhượng trên để làm rõ thông tin. Theo biên bản làm cơ quan công an xác nhận không có giao dịch tiền mặt, thực tế hai bên ký kết về việc nhân giống ra 5.000 cây con khác từ cây mẹ. Giao dịch tiền của chủ lan và khách mua lan là chưa có. Thế cho nên là đến giờ phút, đến những thời điểm này thì cũng chưa thể đánh giá được hết. Thế nhưng mà cái việc mà cần phải thông tin tuyên truyền cho nhân dân nắm được thì cái việc đó cần thiết. Mới đây nhất, Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về vụ mua bán lan đột biến trị giá hơn 31 tỷ đồng trên địa bàn huyện. Kết quả cũng là giao dịch giả. Mục tiêu cuối cùng vẫn là để câu like và bán hàng. Thị trường cây cảnh nói chung và hoa nói riêng không có một giá chung cố định. Pháp luật cũng không quy định về giá, bởi vậy cơ quan nhà nước không được phép áp đặt mức giá đối với các giao dịch. Đây là chỗ hở để các đối tượng thổi giá nhằm trục lợi. Các cái chủ vườn trong cái hội cây cảnh là muốn là quảng cáo, người dân nâng cao cái cảnh giác và thận trọng trong cái việc mua bán, nhất là trong cây cảnh. Thế và tiếp tục nắm tình hình và phát hiện nếu có vi phạm trong việc mua bán thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, phần lớn đều là chiêu trò mua bán giả để thổi giá. Một số vụ việc có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng. Người tham gia trước với mục đích là chiếm đoạt tiền của người tham gia sau, mà không quan tâm đến giá trị của hàng hóa. Các cơn sốt này là đều do một nhóm người tạo ra kịch bản, và sau khi đã chiếm đoạt khoản tiền lớn thì họ sẽ rút. Và khi cơn sốt nó vỡ vào bóng thì khi ấy rất nhiều người là những người đầu tư không chuyên nghiệp, không có tiềm lực về tài chính, không có kiến thức về kinh doanh, không nắm chắc luật pháp và mất cảnh giác hoặc quá tham lam. Một nguyên nhân mà rất nhiều người sẵn sàng làm giả thông tin giao dịch lan với giá trị lớn đó là không bị truy thu thuế, do đây là trao đổi sản phẩm nông nghiệp giữa cá nhân với nhau. Các hiện tượng gây sốt ảo của lan đột biến cũng không mới, giống hiện tượng hoa tulip trước đây. Cần sớm có sự vào cuộc điều tra xác minh của các cơ quan liên quan như công an, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm ngăn chặn hậu quả như vỡ nợ dây chuyền, phát sinh các vi phạm từ hoạt động tín dụng đen, nảy sinh những hệ lụy gây bất ổn xã hội.